Trịnh Thư Ý. Thời Yến. Lên xe. Đầy ắp, làm thế nào đây, anh ta sẽ không tưởng là mình rất hám của chứ. Tin nhắn. Số đuôi thẻ ngân hàng của bạn XXXX 14:25 ở thương mại quốc tế XXXXXXXX 20 tệ. Vậy mình có thể làm gì đây, nói quẹt thẻ của người cậu nào đó. Phải trả, kỳ quá. Anh ta vội vàng kéo mình lên xe làm gì, cũng không để mình về nhà cất đồ, vả lại. Anh ấy chắc chắn đây là chỗ ăn cơm mà. Lại gần, sao thấp vậy? Không phải vì không đi giày cao gót sao? Đột nhiên công kích cá nhân là có ý gì? Người ta đều hơn 1 mét, tôi thấp thì sao? Xe bớt người ta cũng thu tôi nửa giá. Vào thôi. Rõ ràng anh đồng ý muốn cùng tôi ăn tối mà. Dừng lại. Đây không tính là ăn tối cùng cô sao? Anh biết rõ tôi không có ý này. Vậy cô có ý gì? Cởi ra. Hửm. Kéo. Hứ. Dù sao tôi cũng không có ý tốt, diễn cùng anh là được. Đợi tôi thành công lại trị anh sau. Véo. Những ánh mắt nóng bỏng này là sao vậy? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à? Đây chính là nữ diễn viên Viên lên xe thời Yến. Nghe nói kỹ năng diễn xuất rất tốt. Chưa thấy bao giờ, xem ra là tuyến 18. Khuôn mặt thật không tồi, chỉ là hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào. Chỉ vừa vào khuôn mặt này, chưa đầy nửa năm là thời Yến có thể khiến cô ta nổi tiếng. Nhan trông rất trưởng thành, toát ra vẻ học thức, chẳng lẽ là người yêu thật? Hay là lên chào hỏi làm quen, sau này có thể chính là đỉnh lưu. Thời Yến, vị này là... Chào anh, tôi là phóng viên của Tuần San Tài Chính và Kinh Tế, tôi tên là Trịnh Thư Ý. Nhóm đàng hoàng nào đó. Vãi, nhìn không ra thời tổng có thủ đoạn như vậy, chân trước diễn viên chân sau phóng viên. Đưa đến tiệc nhà của chú Trình luôn, xem ra cô phóng viên này vui hơn. Quả nhiên thời tổng vẫn thích người có tấm lòng hơn. Thương nữ diễn viên nào đó ghê, vẫn nên nâng cao kỹ năng diễn xuất đi, đường tắt khó đi lắm. Tin đồn về nữ diễn viên đoạt giải Oscar không biết chuyện. Tin đồn về đời tư của chủ tịch nào đó. Nhạc Tinh Châu. Thư Ý, em đang bận à, bây giờ đang làm gì vậy? Đuệt, cái quái gì vậy, mượn xác hoàng hồn à? Cúc, Thư Ý, em rảnh không? Anh có vài lời muốn nói với em. Thư Ý em bận à, bây giờ đang làm gì vậy? Chị xóa ảnh của anh quên vả mặt anh, thích gửi tin nhắn phải không? Đang làm tình, xem anh còn nói gì được. Hoàng, Hảo, tiêu rồi. Anh ấy nhìn thấy rồi. Nhìn. Nhìn gì, tôi chưa nói xong mà, đang làm. Bánh trái tim tình yêu. Có những người còn sống, nhưng cô ấy đã chết. Trịnh tiểu thư sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Cô ấy à? Có thể là thức ăn không hợp khẩu vị lắm. Có chút nóng. Làm phiền rồi. Món tráng miệng đã được gọi. Mời cô từ từ dùng. Vị sếp nào vậy? Lãng mạn như vậy, còn mời người ta ăn cái này. Còn có thể là ai? Tôi gọi đấy. Dù sao thì có người khá thích ăn bánh nhỏ.